What's up? Xin chào 500 Nem. Chào mừng các em quay lại với channel của Boss Gear. Ngày hôm nay mình sẽ cùng 500 Nem đi đập hộp và review sơ qua một em bàn phím cơ rất là đặc biệt, một em bàn cơ siêu nhỏ gọn như thế này. Và nó sẽ có mã đó là đà màu sắc K3. Đây là một cái dòng bàn phím cơ nhưng mà dòng cao cấp của thằng Motorsmith, và nó chuyển sang tên là đà màu sắc. Và nó sẽ có cái hình logo của con cá mập ở đây. Và chúng ta có thể nhìn thấy từ bên ngoài vỏ hộp thì đây là cái dòng bàn phím cơ Numbat. Ok, không nói nhiều nữa, mình sẽ cùng đi review chi tiết nha. Let's go. Rồi về cái cách thiết kế đóng hộp thì như các bạn thấy nó làm cái hộp khá là màu mè với rất là nhiều chi tiết hoa văn ở đây. Và chúng ta sẽ có thể nhìn thấy cái hình bàn phím ở ngay đây. Đó, hai mặt đều giống nhau. Cái kiểu đóng hộp này nó khá là giống như kiểu của các cái dòng iPhone á, sẽ làm khít như thế này, và khi chúng ta tuốt ra đó, nhìn rất là xịn sò. Ở trong này chúng ta sẽ có một cái lớp mút bảo vệ và nó cũng khá là dày. Đó, sẽ có thêm cuốn hướng dẫn sử dụng ở đây. Chúng ta sẽ có cả tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Trung, tiếng Anh đầy đủ ở đây nhé. Tốt nhất là các bạn nên giữ lại cái cuốn này tại vì nó rất là hữu dụng. Chúng ta sẽ có một cái ngăn để đựng dây cáp riêng, và dây cáp của nó là dây cáp bọc dù cực kỳ xịn sò luôn. Đầu USB Type-C mạ vàng, và cái này nó cũng mạ vàng luôn, USB Type-A nó cũng được mạ vàng luôn. Và đây là cái bàn phím của chúng ta. Nó làm cái mút này rất là cứng và cũng rất là khít, cho nên là chúng ta sẽ lấy ra hơi khó khăn một xíu. Về cái cảm quan khi mà mình mới mở ra thì nhìn nó rất là cao cấp rồi. Ok, thì đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, một em bàn phím cơ Numbat. Về cái phím Numbat thì các bạn biết rồi, nó sẽ gồm những cái bàn phím số như thế này. Sẽ có 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cộng trừ nhân chia và bật tắt Numbat. Tuy nhiên thì cái dòng này nó sẽ cho thêm chúng ta 4 nút nữa ở phía trên này. Sẽ có nút ESC, nút Tab, nút Back hay gọi là nút xóa, và nút FN để chỉnh LED và các chức năng. Như cái dây chúng ta nhìn thấy thì con này nó sẽ sử dụng đó là cổng USB Type-C ở phía trên này. Và đó là sẽ là cáp rời, chúng ta có thể thay đổi dây cáp bình thường. Tuy nhiên thì con này không phải là dùng không dây mà bắt buộc là phải dùng dây thì mới sử dụng được nha các bạn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn về phía phần key cap của em này. Em này đang sử dụng đó là key cap MDA, tức là nó sẽ có chuẩn cao giống như là Cherry. Tuy nhiên thì nó sẽ làm như theo kiểu của SA, tức là nó sẽ to và tròn hơn, nhưng mà chiều cao thì nó sẽ là chiều cao của Cherry, một cái kiểu kết hợp giữa Cherry và SA. Về cái màu của keycap thì chúng ta sẽ thấy có 3 màu chủ đạo, đó là màu xám, màu đen carbon và màu vàng, khá là nổi bật. Về cái chất lượng keycap thì các bạn không phải bàn rồi, nó sử dụng keycap PPT double shot luôn nha các bạn. Tuy nhiên thì không phải là dạng double shot dày tràn viền, và nó chỉ là double shot kiểu cái mặt trên mặt dưới thôi. Đối với những cái dòng Numbat giá rẻ như thế này thì ok rồi. Tiếp theo thì chúng ta có thể nhìn thấy đằng sau sẽ có 4 cái chân cao su chống trơn trượt, và có lẫy để nâng hạ độ cao của bàn phím. Và cái lẫy này cũng có một cái chân cao su ở đây luôn, đó, giúp để cho chúng ta có thể giữ được cho nó nằm ở trên bàn khá là chắc chắn và không bị xê dịch. Thì cái dòng switch của em này thì nó sẽ sử dụng hai dòng switch, đó là Blue và Red của Gateron. Và đây là dòng Switch Pro. Với cái dòng Switch Pro này thì nó sẽ được lúp sẵn, cho nên cái cảm giác bấm của nó sẽ cực kỳ mượt. Đó. Và Blue thì sẽ là clicky, Red thì sẽ là êm ái, linear. Cái đó thì chắc chắn các bạn biết rồi đúng không? Ngoài những cái tính năng đó ra thì chúng ta còn có một cái tính năng rất là ngon mà không phải cái Numbat nào cũng có hỗ trợ, cũng như là không phải cái dòng bàn phím cơ nào cũng hỗ trợ, đó là cái tính năng Hot Swap. Với cái tính năng này thì chúng ta cũng có thể sử dụng những cái cây nhổ Switch để mà có thể thay thế switch của nó một cách rất là dễ dàng. Đây mình ví dụ cho các bạn coi nha. Thì để nhổ switch thì chắc chắn chúng ta phải nhổ keycap trước, rồi sau đó chúng ta mới đến nhổ switch. Đó, rất là dễ luôn nha các bạn. Tại vì con này đang sử dụng đó là hot swap 5 chân, và cái dòng hot swap này là của Gateron cho nên nó rất là ngon. Và cũng có thể hỗ trợ cho các bạn thay được hầu hết tất cả các dòng switch hiện tại trên thị trường. Ngoài những cái tính năng như trên ra thì chúng ta còn có một cái hệ thống đèn LED RGB cực kỳ đẹp nữa, để mình show cho các bạn coi nha. Ok, sau khi mình đã cắm
bàn phím vào và chúng ta có thể nhìn thấy cái hệ thống đèn LED của nó lên rất là sáng. Tuy rằng là cái keycap của nó không có hỗ trợ xuyên LED, nhưng mà chúng ta có nhìn thấy là cái đèn LED của nó đủ sáng để chúng ta có thể cảm nhận được cái hệ thống của đèn LED của nó đang chạy như thế nào. Và chúng ta còn có một cái điều đặc biệt hơn nữa, đó chính là cái đèn viền. Đây, cực kỳ ngon luôn. Cái đèn viền của nó sẽ là đèn LED RGB nhé. Vì quay qua camera cho nên là nó sẽ không có được sắc nét lắm, cũng như là nó không có thể hiện rõ cái hệ thống đèn LED của em này. Dùng mắt thường thì nhìn nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đó, rất hiếm có những cái bàn phím cơ Numpad nào mà có cái hệ thống đèn LED đẹp như thế này. Và đặc biệt hơn nữa là chúng ta còn có thể tùy chỉnh được tất cả các nút ở trên này, tức là dùng phần mềm chúng ta có thể chỉnh LED, tùy chỉnh macro, key map vân vân. Đó, rất là nhiều. Cái đèn viền này chúng ta cũng có thể điều khiển được thành về LED một màu cũng như là các chế độ chạy luôn nhé. Chúng ta sẽ đi sang một cái phần rất là quan trọng nữa, đó là về cái cảm giác bấm của em này. Và em này đang sử dụng nó là Gateron Pro thì nó cho cái cảm giác bấm cực kỳ mượt, kể cả Blue hay là Red nhé. Về Blue thì chúng ta sẽ bấm nó sẽ kêu lắp tắt như thế này. Đó, không phải bàn rồi. Tuy nhiên thì cái đặc biệt nữa của em này đó chính là những cái nút dài. Đây, những nút dài, nút cộng Enter hay số 0 đây, thì nó đã được cân sẵn start rồi, cho nên là bấm nó không hề nghe lọc sọc luôn. Bây giờ mình sẽ cho các bạn nghe thử tiếng của hai phiên bản Blue và Red nhé. Nghe nó rất là sướng luôn các bạn, đặc biệt là những nút dài này, đó, rất là sướng. Về những bạn nào mà muốn ngon hơn nữa thì các bạn cũng có thể về cân chỉnh lại cũng như là móc thêm một ít nữa thì nó sẽ cực kỳ ngon. Đặc biệt là em này hot swap cho nên là các bạn cũng có thể móc nó một cách rất là dễ dàng. Các bạn cũng có thể tháo ra lót forearm đùa các kiểu, rất là đơn giản luôn. Và với cái giá thành của em này thì khoảng tầm là 800 ngàn thôi. Lần quanh đâu đó thì các em nghĩ sao về chiếc bàn phím này với giá khoảng 800 ngàn. Nó là một con bàn phím cơ Numpad rất là hiếm có trên thị trường, có đáp ứng đầy đủ. Ví dụ như là phím cơ thật này, hot swap, LED RGB, có cả LED viền, đầy đủ các chức năng, rất là ngon lành. Nếu mà các anh em có ý kiến gì về chiếc bàn phím này thì hãy để lại phần comment ở dưới phần bình luận nhé. Hoặc là các bạn có thể inbox trực tiếp của mình trên fanpage để được hỗ trợ giải đáp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Discussion, all I know is I was made for this, paid for this, yeah, slave for this, been down and I'ma get it right, dead on sight like. First off, you don't run nothing, all talking, your team bluffing, my squad, we all dream crush it, we ain't rushing, no discussion, all I know is I was made for this, paid for this, yeah, slave for this, been down and I'ma get it right, dead on sight like. And I'ma get it right, dead on sight like. Pin down and I'ma get it right, dead on sight like.